chào quý vị và các bạn. Tạp chí Cải cách Tư pháp kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phóng sự tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp. Mục câu chuyện tòa án. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự điều hành định hướng của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, các cơ quan tư pháp đã tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc, tồn động, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuân thủ nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Phản ánh của biên tập viên tạp chí về kết quả đạt được và những giải pháp để công tác cải cách tư pháp hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2023. Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác cải cách tư pháp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đã ban hành chương trình trọng tâm công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp năm 2023. Trong đó, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trên các thông tin đại chúng. Thường xuyên đưa tin bài về tình hình kết quả thực thi pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt, phát hiện đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động tư pháp trên cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài phát thanh, truyền hình, báo Ninh Thuận. Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham gia của lãnh đạo cán bộ công chức từ tỉnh đến huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 cho 10 lớp trên 906 cán bộ công chức, đảng viên tại một số đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy về cải cách tư pháp, triển khai kịp thời các văn bản, pháp luật mới liên quan đến hoạt động cải cách tư pháp. Về thứ ba, đó là công tác giám sát của cơ quan dân cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp được chú trọng và tăng cường. Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh đã ban hành và thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Thứ tư, việc đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được quan tâm, củng cố, tăng cường về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo và không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức có chức danh tư pháp, đảm bảo lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Thuận tập trung vào các giải pháp cải cách về tổ chức và hoạt động của ngành, đổi mới, hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là chức danh tư pháp, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo nguồn lực để xây dựng tòa án chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu quả. Sau tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh đã giải quyết 1.861 trên 3.348 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 56%. Trong đó, án hình sự đã giải quyết 306 vụ, 524 bị cáo, đạt tỷ lệ 76%. Trong 6 tháng còn lại sẽ cố gắng là thực hiện hai cái nhiệm vụ hỗ trợ về cải cách tư pháp, như là thực hiện cái nghị quyết của Quốc hội là tiếp tục là thí điểm xét xử cái phiên tòa trực tuyến, tiết kiệm được thời gian cũng như là tiện lợi trong cái công tác xét xử. Và tiếp theo đó nữa là cái công tác về cải cách hành chính thì liên quan đến cái thủ tục nhận đơn, giải quyết khiếu nại, tiếp dân thì chúng tôi luôn chú trọng, bởi vì là cái đây nó liên quan trực tiếp đến cái người dân, để hạn chế cái việc khiếu nại, khiếu kiện khi mà người dân là liên hệ công tác tại tòa án.
nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Phước đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết các biểu mẫu liên quan đến việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, tổ chức việc tiếp nhận, phân loại các loại đơn khởi kiện, kháng cáo, khiếu nại, tố cáo của tổ chức cá nhân có liên quan nhằm rút ngắn trình tự, thời gian giải quyết vụ án đảm bảo khách quan, thuận lợi cho người dân, không để án đã thụ lý tồn đọng. Đồng thời tăng cường công tác giải quyết, xét xử các vụ án, đảm bảo việc thụ lý, giải quyết và thực hiện các thủ tục tư pháp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Đối với Tòa án Nhân dân huyện Ninh Phước được quan tâm, chú trọng, cán bộ năng lực tiếp dân tốt để đảm nhiệm. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo thì thực hiện thường xuyên và liên tục, nhắc nhở kịp thời, không để tình trạng án khó để lâu, án dễ thì giải quyết trước. Hàng tháng, hàng quý báo số lượng án phải giải quyết theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, lãnh đạo cũng cùng với các thẩm phán tháo gỡ đối với những vụ án phức tạp để tìm ra nguyên nhân, định hướng, đường lối cho thẩm phán. Việc đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần nghị quyết 49 tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan tư pháp quan tâm. Các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy, rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp. Đội ngũ cán bộ tư pháp và đội ngũ có chức danh tư pháp luôn giữ vững tư tưởng, quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Nhận thức rõ mục tiêu và tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách tư pháp theo nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành kiểm sát tỉnh đã tích cực chủ động triển khai chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực, nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức được nâng lên. Chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát đều đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, ngành đề ra. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Vừa quan tâm chống oan sai, vừa kiên quyết không để lọt tội phạm, áp dụng nhiều biện pháp như phân công kiểm sát viên bám sát quá trình điều tra vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong quá trình điều tra, kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa. Sau tháng đầu năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh đã thụ lý kiểm sát điều tra 438 vụ trên 749 bị can, đã giải quyết 278 vụ trên 499 bị can, đạt 63,47%. Trong đó, đề nghị truy tố 245 vụ trên 488 bị can, đình chỉ điều tra 8 vụ trên 10 bị can, tạm đình chỉ điều tra 25 vụ trên 1 bị can. Ngay từ đầu năm, thì Viện Kiểm sát tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch công tác và xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đó thì đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành. Thì qua kết quả về cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin thì đã được Viện Kiểm sát tối cao quan tâm đầu tư, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các đơn vị, như là trang bị hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến kết nối từ Viện Kiểm sát tối cao đến cấp huyện. Từ đó, Viện Kiểm sát 2 cấp cũng đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời và tiết kiệm được các chi phí hội họp. Về hệ thống phần mềm công nghệ thông tin, thì Viện Kiểm sát tối cao cũng đã xây dựng, phát triển nhiều cái hệ thống phần mềm dùng chung cho toàn ngành và đã phần lớn đã phát huy hiệu quả trong thực tế sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu về công tác cải cách tư pháp, tỉnh cũng đã quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp với chủ trương ưu tiên trang bị phương tiện phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, công tác giám định tư pháp.
Các đơn vị đã từng bước triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như phần mềm quản lý, lý lịch tư pháp, dùng chung, phần mềm cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng, phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, phần mềm báo cáo thống kê tư pháp. Bên cạnh đó, công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp đối với tổ chức và hoạt động tư pháp được nâng cao hiệu quả. Việc theo dõi đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với hoạt động tư pháp đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội về hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp theo nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp, nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động tư pháp. 2 là tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội về hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn. 3 là thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan tư pháp và bộ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 4 là các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp, kiểm tra chặt chẽ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. 5 là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và từng thành viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời tiến hành đánh giá, sơ tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến hoạt động cải cách tư pháp. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh hiện còn gặp không ít khó khăn. Trong hoạt động thi hành án dân sự, quá trình giải quyết một số vụ việc giá trị thi hành lớn còn tồn động, kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực bổ trợ tư pháp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ giám định viên tư pháp vừa thiếu về số lượng, vừa chưa đảm bảo về cơ cấu và chất lượng, nhất là người giám định tư pháp theo vụ việc. Vì vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh đã yêu cầu ngành chức năng tiếp tục kiện toàn, bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, luật sư trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là công tác giám định theo từng lĩnh vực cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện tòa án kỳ này chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn. Phiên tòa hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử Phan Quốc Đạt, 42 tuổi, ở phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, bị truy tố về tội giết người, theo quy định tài khoản 1, điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, Đạt và Vũ là bạn bè. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, Đạt đang làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn phường Phổ Hà, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, thì nghe tiếng Vũ đứng trước cổng công ty chửi bới và đòi 5 triệu đồng. Đến trưa cùng ngày, Vũ vào trong công ty Đạt đang làm việc tiếp tục đòi nợ, nên giữa hai người xảy ra xô xát. Vũ lấy dao giấu sẵn đâm vào vùng bụng của Đạt gây thương tích nhẹ. Sau đó, Đạt túm cổ áo Vũ, lấy con dao của Vũ làm rơi dưới đất, đâm vào phần ngực trái và chém liên tiếp hai nhát vào đầu, làm Vũ tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Đạt đến công an địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, Đạt thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của bị cáo Phan Quốc Đạt là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện ý thức xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
bản thân, bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị phạt tù về tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, nhưng không chịu sửa đổi mình mà vẫn tiếp tục phạm tội, nên hội đồng xét xử sơ thẩm cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để cải tạo giáo dục bị cáo thành người tốt có ích cho xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa chung. Dựa trên các chứng cứ, lời khai, tình tiết vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Đạt mức án 19 năm tù giam và bồi thường cho Vũ diện hợp pháp của bị hại số tiền 369 triệu đồng, buộc bị cáo Phan Quốc Đạt có nghĩa vụ cấp dưỡng để nuôi con trai của bị hại mỗi tháng 3.640.000 đồng kể từ tháng 10 năm 2022 cho đến khi đủ 18 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Cải cách Tư pháp do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.